Thủ phạm gây biếng ăn ở trẻ là gì? Có 3 dạng biếng ăn cơ bản, đó là biếng ăn do bắt đầu ăn dặm sai cách, biếng ăn do môi trường ăn dặm không đúng và biếng ăn do rối loạn cấu trúc thức ăn. Thứ nhất là biếng ăn do ăn dặm không đúng cách, tức là như thế nào? Đó là khi mẹ bắt đầu cho bé ăn dặm bằng bột ăn dặm pha sẵn. Việc cho con khởi đầu bằng bột ăn dặm pha sẵn không những không giúp bé làm quen với cấu trúc thức ăn hay là mùi vị thức ăn mà còn dẫn đến rối loạn vị giác. Các loại bột ăn dặm thì đều ghi là 4 tháng có thể ăn được, nhưng mà trong đó thì chứa rất là nhiều gia vị, đặc biệt là đường và muối. Việc cho bé ăn một cái bột mà hỗn hợp gồm nhiều thành phần khi mới bắt đầu ăn dặm thì sẽ khiến trẻ khó tiêu và khó tiếp nhận được mùi vị khác nhau. Sau một thời gian ngắn thôi thì bé cảm nhận được thức ăn rất là khó chịu và hay ngậm miệng quay đầu chán ăn, thì lúc này biếng ăn sẽ xảy ra. Cái thứ hai là các mẹ cho ăn dặm quá sớm, dưới 5 tháng. Lúc này thì hệ tiêu hóa chưa sẵn sàng để tiếp nhận thức ăn ngoài sữa mẹ, thế nên là bị rối loạn tiêu hóa, bé dẫn đến khó chịu khi ăn và lâu dần sẽ thành biếng ăn. Thứ hai là do môi trường ăn dặm. Ví dụ như là bạn mở tivi, điện thoại, iPad cho con xem, cho con đi ăn rong thì chắc chắn là đứa trẻ đó sẽ biếng ăn. Cái này không phải nói nhiều nữa, các mẹ phải thay đổi đi, giảm dần từng thứ một. Cuối cùng là biếng ăn do rối loạn cấu trúc thức ăn. Từ bắt đầu ăn dặm đến hết 6 tháng thì cấu trúc thức ăn ở dạng mịn, dây nhuyễn, nhiều nước. Từ 7 đến 9 tháng thì nên ăn đặc, ít loãng và có hình khối, không cần dây nữa. Còn từ tháng thứ 10 đến 12 tháng thì cấu trúc thức ăn nên là dạng cơm nát, dạng sệt sệt đặc. Có thể là ăn cơm khô như người lớn được rồi nếu mà bé muốn ăn. Biếng ăn do rối loạn cấu trúc thức ăn sẽ xảy ra khi mà bé qua 7 tháng rồi mà vẫn được ăn cháo mịn, hoặc là qua 10 tháng rồi mà vẫn được ăn cháo, chưa được ăn cơm, vì là cứ trễ sau 1 tháng thôi là bé sẽ có dấu hiệu biếng ăn. Khi mà bé không phân biệt được cái cấu trúc thức ăn ấy thì lâu dần sẽ làm bé rất là sợ ăn, bé sẽ nhè ra hoặc là quay đầu đi khi mà thấy thức ăn, bé sẽ la khóc rồi rối loạn tâm lý. Đây có thể gọi là biếng ăn tâm lý ấy. Đấy, khi mà biếng ăn tâm lý rồi thì dễ rất là khó chữa, cần các mẹ phải kiên trì rất nhiều ấy, kiên trì gấp 2 gấp 3 lần người khác luôn. Đấy, hiểu rõ được các nguyên nhân như thế thì sẽ giúp các mẹ nhẹ nhàng hơn, bớt stress hơn. Bởi vì khi mà mình hiểu rõ được nguyên nhân ấy thì mình sẽ có cái cách để khắc phục. Còn đâu nếu mà con biếng ăn các mẹ cứ nổi đoá lên, so sánh con mình với con người ta thì sẽ không bao giờ giải quyết được cái chuyện gì hết. Chúc các mẹ thành công nha.